Thực sự ngày hôm nay mình cũng phải công nhận là mình tay bốc không khá đỏ các em ạ. Có rất nhiều cặp đấu đến từ những thế lực khác nhau, nó không bị nhàm chán giống như mọi mùa đâu. Mùa này bốc thăm đỏ đúng không nhỉ? Đúng không? Em nhớ nhá, mã số bình chọn của đội Ngọc Trinh Mạnh Sóc Sơn sẽ là phim số 6 nhá. Còn mã số bình chọn của ông nội Bơm Tàu sẽ là phim số 9. Cảm ơn anh em. Bán kết 2, đội nào chiến thắng sẽ vào gặp đội của Chidori và Nhạc Dương Lồng. Còn đội nào thua thì sẽ ra gặp đội của Châu Tinh Tổ và con gái vua ở trong trận đấu tranh giải bạc. Và để ủng hộ cho Việt Nam, anh em thể lên cho mình chữ GX nhá. Sorry anh em lúc nãy bốc thăm quên chữ gạch. Không sao, không sao. Chúa sẽ phù hộ mình anh em ạ. Happy chuẩn bị. Trận bán kết 2 đầy kịch tính. Bên mờ chỉ còn duy nhất một đội để có thể nuôi hy vọng bước vào chung kết thôi. Vì thế ông nội Bơm Tàu đang gánh trên vai trọng trách rất lớn. Trận đấu bắt đầu. Hai Nga Mì Bơm Tàu và Mạnh Sóc Sơn đều trang bị đó là ngọc bội vô mạng. Tuy nhiên chúng ta đang cảm thấy sợ hãi với cây kiếm cập phong và chữ ngọc bội của Võ Đăng Ngọc Trinh này. Võ Đăng có thể knock out Nga Mì đối phương một cách cực kỳ đáng sợ. Nếu như ông nội chơi áp đảo hơn trước Võ Lâm Minh Chủ Củ Su Hào ở trong tứ kết, thì ở trong trận bán kết 2 này, cảm giác như đội của Ngọc Trinh và Mạnh Sắp Sơn đang có được những khoảng không gian thoáng hơn để ra đỏ. Đứng quá gần. Gần như thế này thì một kiếm Ngọc Trinh sẽ có thể trúng được hai người. Đang có tỷ lệ quay xe khá lớn ở trong những lần giao tranh. Cảm thấy không? Có thể bắt từ phía Bơm Tàu và bắt sang cả phía ông nội luôn. Thực sự vào thời điểm này Võ Đăng quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến từ việc họ đã lên được rất nhiều trang bị để tăng bản kháng và máu. Và việc họ đang rơi vào những tay cao thủ với trình độ PK ở mức thượng thừa nữa. Điều mình lo nhất cho Ngọc Trinh đó là chủ không quên bút tọa vọng thôi. Tuy nhiên ở những trận đấu đỉnh cao thì mình nghĩ cao thủ này sẽ không quên được điều đơn giản đó anh em ạ. Lại là một tình huống về mình thấy rất hay của Ngọc Trinh. Có lẽ mình đứng ở giữa lôi đạo thôi anh em ơi. Chạy nhiều chóng mặt quá, tiền đình mất thôi. Tất cả những hy vọng của anh em Bang Mờ đang đặt lên ông nội và Bơm Tàu. Nhưng đối thủ của họ đang là quá khó chơi. Thì là Mạnh Sóc Sơn và Ngọc Trinh. Cặp đôi top 1 của một trong đấu tháng vừa rồi. Áp sát rất thay của Ngọc Trinh em ơi. Gì kia. Một trận đấu 2-2 thực sự mãn nhãn anh em ạ. Và họ bắt dính ngay của Ngọc Trinh vào thì vương đào ông nội. Ông nội đang chém được Mạnh Sóc Sơn. Rồi. Tuy nhiên máu của Nga Mi mình là quá trâu. Trong cái đó thì Bơm Tàu cũng có một tình huống nguy hiểm được tạo ra bởi Ngọc Trinh. Các võ đăng kiếm vẫn đang theo kèm rất sát. Và đến bây giờ là chuyển mục tiêu sang ông nội rồi. Quá khó chứ. Không biết Ngọc Trinh sẽ đi tấn công theo hướng nào để có thể đón đầu được nữa. Đẳng cấp của top 1 sau đấu tháng này đang được thể hiện qua những nhịp di chuyển. Và Ngọc Trinh đang là ngôi sao sáng nhất với thành tích 4 trận thua. Trong khi đó thắng tới hơn 40 trận. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Khánh Trắng đã donate cho đội của Ngọc Trinh Mạnh Sóc Sơn một củ sau khi đôi này đạt được top 1 xong đầu tháng vừa rồi anh em nhé. Rất hay, vẫn chưa một cao thủ nào bị knock out cả. Khả năng cầm áp và giữ nhịp của cả hai bên đều khá tốt anh em ạ. Ở trận trước khi ông nội chơi áp đảo bao nhiêu thì trận này đội của Ngọc Trinh lại chơi áp đảo bấy nhiêu. Bơm Tàu phải lên ngựa liên tục. Bởi vì chỉ cần chậm một nhịp thôi thì ác võ đang Ngọc Trinh có thể chuyển hướng và tấn công bất cứ lúc nào. Đó là tình huống mà Ngọc Trinh đã có mặt ở phía đằng sau của Bơm Tàu rồi. Ông nội không thể làm gì được Mạnh Sóc Sơn. Và theo kèm rất sát đến từ Ngọc Trinh.
trận đấu đã trôi qua được 4 phút rồi. Em đừng quên sắp tới thì Việt Nam sẽ có thêm một sự kiện lớn nữa em nhé. Đó là giải Võ Lâm Minh Chủ siêu cấp. Chỉ tính riêng tiền thưởng, tiền mặt thôi đã là 150 củ rồi. Chưa kể còn nhiều hoàng kim môn phái dành cho những cao thủ xuất sắc nữa. Đây là mùa Võ Lâm Minh Chủ và những thể lệ của chúng ta sẽ có sự thay đổi trong cách chọn ra 32 thành viên. Hy vọng anh em sẽ đọc kỹ và đừng quên là tối nay sẽ là thời hạn cuối cùng để cho 4 bang hội Ngáo Ma Giáo, Lương Sơn và Mở nộp danh sách 21 thành viên của sự kiện Phong Trần Bảng. Sự kiện cũng sẽ được diễn ra vào dịp đầu tháng tới. Sự kiện mà mỗi bang hội sẽ được chọn ra 21 hát, chia thành 6 đội với thứ tự số thành viên lần lượt từ 1 tới 6 em nhé, thi đấu với nhau. Bơm tàu lại trắng máu anh em ơi, Ngọc Trinh quá nguy hiểm. Từ ngày ra tòa thì Ngọc Trinh thi đấu ngay một khởi sắc hơn em ạ. Không còn những pha hớ hênh hay tấu hài bởi những lần quên bút tọa vòng nữa. Và top 1 xong đầu tháng vừa rồi chính là một minh chứng rõ ràng về sự trở lại của ác võ đang kiếm này. Nào anh em vẫn có thời gian để bình chọn. Anh em nào nghĩ đội của ông nội bơm tàu thắng lên cho mình phím số 9 nhá. Còn nghĩ đội của Mạnh Sóc Sơn và Ngọc Trinh thắng lên mình phím số 6 nào. Mạnh Sóc Sơn quá nhiều máu anh em ạ. Ông nội không thể cứa trắng máu được ác Nam Y này. Cả Mạnh Sóc Sơn và bơm tàu đều có ngọc bội vô ma vượt tốc. Dù sao chúng ta cũng cần phải dành lời khen ngợi cho hai đội này. Họ cũng đã thi đấu rất tốt từ trận đấu đầu tiên và đến bây giờ. Thì họ cách trận đấu chung kết tầm khoảng 4 phút nữa thôi. Lại là những tình huống cấu máu hay của Ngọc Trinh về phía bơm tàu. Sau đó lại chuyển ngay sang phía của ông nội. Ba phút 40 giây. Trận này bơm tàu đang chơi và giữ máu khá tốt. Bởi vì thường với những trận đấu Ngọc Trinh, anh sẽ dứt điểm đối phương ở ngay phút tầm phút thứ 3 anh em ạ, chứ không phải là phút thứ 7 như bây giờ. Đây là sự kiện anh hùng đấu của sản phẩm Tụ Hiền Trang. Mỗi tháng sau khi mùa liệt đấu kết thúc, chúng ta sẽ lựa chọn ra 16 đội xuất sắc nhất anh em nhé. Và sẽ đánh loại trực tiếp. Chỉ có riêng ở tranh giải 3 và tranh vô địch là BO3 thôi. Còn tất cả các trận đấu còn lại sẽ là BO1. Đã có một cái tên bước vào cho chung kết. Đó là cặp đôi của Chidori và Nhạc Dương Lầu. Và đây là trận bán kết 2 để tìm ra hai cái tên còn lại. Đội nào thua thì sẽ phải ra thi đấu tranh giải 3 cùng đội của Châu Tinh Tổ và con gái vua. Ông nội vẫn không thể cứa trắng máu ở bơm tàu, nhưng Mạnh Sóc Sơn thì lại ngược lại. Rất nhiều lần, đúng rồi, ông nội chém máu của Mạnh Sóc Sơn. Còn Ngọc Trinh thì đã rất nhiều lần khiến cho máu của bơm tàu tụt sâu. Lại là một tình huống đổi cánh rất hay của Ngọc Trinh. Hết tài lực em nhá, bắt đầu hết tài lực rồi. Mình thấy các cao thủ đã bắt đầu đi chậm hơn rồi. Thời gian đang trôi về những phút cuối cùng. Quá căng thẳng em ạ. Thực sự đây sẽ không phải là khoảng thời gian dành cho những cao thủ yếu tim và yếu thận anh em nhá. Một số anh em có lẽ bây giờ đã bắt đầu xó ra quần rồi. Cuối cùng anh em ơi, vẫn có thời gian để bình chọn. Đội Ngọc Trinh Mạnh Sóc Sơn sẽ là phim số 6 anh em nhé. Đội bơm tàu và ông nội sẽ là phim số 9. Bơm tàu đã phải lên ngựa anh em ơi, hình như hết máu rồi. Ông nội thì sao? Trắng máu anh em kìa. Quá nguy hiểm. Một phút 20 giây. Đồng hồ đang đếm ngược, nhưng thực sự nó sẽ là ác mộng dành cho ông nội bơm tàu.
cảm giác như lượng máu của họ đang bị mất đi có phần nhiều hơn so với của Ngọc Trinh và Mạnh Sóc Sơn. Đó là những gì mà chúng ta dựa vào số lần trắng máu của hãng Ami, Bơm Tàu và Mạnh Sóc Sơn để có thể so sánh dễ dàng được. Tuy nhiên vẫn cần thời gian trận đấu kết thúc để phân định thắng thua. Mình sẽ cho anh em xem chi tiết về điểm số nếu như không có đấm vào anh em nhé. Còn một phút nữa thôi, cả hai bên đều cần phải giữ nhịp em nhé. Họ sẽ cần phải bảo toàn số lượng thành viên. Sau đó mình nghĩ tới việc dựa vào chênh lệch sát thương. Một cặp đôi rất hay, màu xanh là Võ Đang và Nga Mi, màu tím là Thiên Vương Đao và Nga Mi. Bơm Tàu đã phải sử dụng từ hàng phổ độ để bơm máu cho ông nội rồi, điều đó đồng nghĩa với hoa ở trong người họ đã mất, đã hết rồi em ơi. 20 giây, một cuộc chạy đua với thời gian của ông nội và Bơm Tàu. Ai sẽ là Ngọc Trinh và Mạnh Sóc Sơn đây? Ai sẽ giành chiến thắng em ơi? Căng quá. Giờ mà một ai bị knock out thì đó sẽ là một quả tạ, là một báo thù luôn. Trận đấu kết thúc. Đội của ông nội giành chiến thắng em ơi. Cái gì đây? Uầy. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là những tình huống trắng máu của Bơm Tàu là nhiều hơn so với đội của Mạnh Sóc Sơn anh em ạ. Nào, điểm số chi tiết nào. Nào, ông nội quản hai người bị đánh trúng là 340.000 điểm. Đội của Ngọc Trinh còn hai người bị trúng là 348 điểm anh em ơi. Chênh nhau có 8k điểm thôi. Ôi dồi ôi, 8k điểm. Ôi dồi ôi. Anh em có nhìn thấy không? 8k trên 348k. Tỷ lệ phần trăm quá ít đi em ơi. 8k điểm. Trời ơi. Mà căng thẳng thật sự anh em ạ. Bản thân mình nếu mà nhìn ở trên live thì mình cứ nghĩ là đội của Ngọc Trinh và Mạnh Như Sơn thắng cơ. Nhưng những điểm số này là những con số chính xác nhất anh em nhé. Nó được gửi từ hệ thống về nên không thể nhầm được. Trời ơi, quá đáng sợ. Mình xin chúc mừng cho đội của ông nội đã bước vào trận chung kết. Một trận chung kết quá xứng đáng anh em ạ.